trong bóng đá, được góp mặt ở trận chung kết là niềm tự hào khổng lồ đối với mọi đội bóng. Nhưng thua trong trận chung kết là một thảm họa. Người ta thường nói không có phần thưởng cho kẻ về nhì, điều này là không đúng lắm. Nhưng chiếc huy chương bạc là không đủ để khiến đội Á quân cảm thấy hạnh phúc hơn, thậm chí so với người về ba. Bởi thật sự rằng lịch sử thường lãng quên những kẻ thua cuộc. Có một nét đẹp trong bóng đá, nơi biến mọi dự cảm, phân tích và chiến lược đều trở nên tầm thường, nơi là giao điểm của niềm vui tột cùng và hố sâu cảm xúc. Đó là lội ngược dòng. Video này sẽ khám phá khía cạnh đẹp đẽ đó của môn túc cầu ở giải đấu Champions League. Trang sử hào hùng ghi lại những cuộc lội ngược dòng kinh điển nhất, nơi những kẻ đến sau nỗ lực để thoát khỏi vai kẻ về nhì vĩ đại trong lịch sử. Man United và Bayern Munich năm 1999. Năm 1999, trong trận chung kết Champions League, Bayern Munich đã ghi điểm ngay phút thứ 6, nửa đầu hiệp 2. Những chiến binh nửa đỏ tấn công dồn dập nhưng không mấy hiệu quả. Man U cuối cùng đã từ bỏ sơ đồ kim cương 4-4-2 để đá với đội hình 3-5-2. Họ chưa bao giờ chơi với sơ đồ đó, nhưng trong 20 phút cuối cùng trên đấu trường vĩ đại, với nỗi tuyệt vọng nhen nhóm khắp mặt sân, thì chẳng còn điều gì là không dám thử. Vào 180 giây bù giờ còn lại, như người ta vẫn nói là khoảnh khắc thuộc về lịch sử, Sheringham thực hiện cú dứt điểm khiến hùng xám chết lặng, quỷ đỏ như trở về từ địa ngục thêm cú móc bóng của Solskjaer. Khi trận đấu chỉ còn 26 giây, chấm dứt niềm vui của binh đoàn hùng xám. Chỉ trong 3 phút bù giờ, Man United đã soạn mới một chương huy hoàng trong lịch sử Champions League. Không có phép màu nào lý giải cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ đó hợp lý hơn ngoài ý chí và tinh thần quả cảm. 3 phút ngắn ngủi trở thành thước phim sinh động lý giải vì sao Man U trở thành một trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới. Barcelona và Chelsea năm 2000. Lần đầu tiên The Blues lọt vào tứ kết cúp C1 là năm 2000. Đội bóng nước Anh đã có chuyến ra khơi thuận lợi khi Gianfranco Zola và cú đúp của Tor Andre Flo đã đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước với tỷ số 3-1 chỉ sau 38 phút lượt đi. Ngay trên thánh địa Camp Nou, Barcelona nhanh chóng tận dụng lợi thế để ghi bàn. Rivendo và Figo lập công sau 45 phút thi đấu đầu tiên đã giúp Barcelona chiếm thế thượng phong và bàn thắng trước khi Flo khôi phục thế dẫn bàn chung cuộc cho Chelsea. Phút 83, Pep Guardiola thực hiện quả tạt từ cú đánh đầu của Dani Garcia đưa trận đấu sang hiệp phụ căng thẳng. Cú phạt đền của Rivendo đã khiến niềm tin của người Anh vụn vỡ. Barca vượt lên dẫn trước. Sau đó là bàn thắng thứ 5 đến từ Patrick Kluivert hoàn tất cuộc lội ngược dòng khiến đội bóng thành London gục ngã. Deportivo La Coruña và AC Milan năm 2004. Trận lượt đi diễn ra ở sân vận động San Siro và mặc dù đã phơi áo Deportivo với tỷ số đậm đà 1-4, đội bóng xứ mì ống vẫn bị bay màu sau trận lượt về. Deportivo ra sân như một cơn lốc xoáy. Trong những phút đầu tiên, họ chiến đấu với tâm thế của kẻ chẳng sợ điều gì vì không có gì để mất. Những người hùng miền biển Tây Bắc Tây Ban Nha sớm vượt lên dẫn trước khi tiền đạo người Uruguay Walter Bandiani ghi bàn chỉ sau 5 phút. Đây là một sự mở màn mà người Milan không đời nào mong muốn. Trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của 29.000 khán giả, chật cứng chảo lửa Riazzo, hàng tiền vệ Deportivo thi đấu không thể nào sung sức hơn. Phút thứ 35, Hon Valeron nhân đôi cách biệt, họ chỉ cần thêm một bàn thắng nữa và giữ sạch lưới. Trước giờ nghỉ giải lao 1 phút, tài năng trẻ Ambed Luque lách qua lão tướng Cafu từ cánh trái, vô hiệu hóa Nesta rồi dứt điểm hiểm hóc làm tung lưới khung thành Milan. Tỷ số chung cuộc là 4-4, nhưng Deportivo giành lợi thế đi tiếp nhờ bàn thắng của Pau Diani từ 2 tuần trước trên sân cỏ San Siro. AC Milan và Liverpool 2005. Rạng sáng ngày 26 tháng 5 năm 2005, sau khi kết thúc hiệp 1 với tỷ số 3-0, AC Milan dường như đã chạm tay lên lớp bạc của chiếc cúp tài vòi. Đội bóng nước Ý đã khiến những công dân phố cảng bước vào phòng thay đồ với tâm trạng nặng trĩu. 15 phút trôi qua, Liverpool bước ra sân mà không hề biết rằng chỉ một chút nữa thôi, họ sẽ trở thành đội bóng đầu tiên thành công lội ngược dòng trong trận chung kết. Đó là một trong những trận túc cầu kinh điển nhất tại đấu trường vĩ đại của châu Âu. Một cuộc lội ngược dòng mà lữ đoàn đỏ sắp sửa khoác áo người hùng khắp sân Etihad, cổ động viên Liverpool vẫn hát vang với chiếc khăn quàng cổ giơ cao trên đôi tay. Họ đã không để những đứa con thành phố phải một mình chiến đấu. Lần lượt 3 bàn thắng của Serra, Smicer và Alonso trong 6 phút, Liverpool như trở về từ cửa tử. Milan đã chơi thứ bóng đá hoàn hảo trong hiệp 1 và gần như chiếm ưu thế trong hiệp phụ. Nhưng ý chí của những chiến binh phố cảng đã làm tan nát trái tim hàng triệu Milanista. Cục diện trận đấu xoay chiều trong nỗi kinh hoàng của người Ý. Những cầu thủ tinh nhuệ nhất của Milan khi đó, Kaká, Cafu, Paulo, Andre và thủ thành Dida, người gác đền Brazil vẫn tin rằng họ có thể lần nữa thống trị tỷ số. Nhưng Liverpool đã chặn cửa tới thiên đàng của đội bóng áo đỏ đen, The Kop sang bằng tỷ số trong 20 phút đầu hiệp 2 và giành chiếc cúp vô địch với chiến thắng đầy gây cấn trên chấm 11m. Người ta vẫn nhắc về điều kỳ diệu ở cầu trường Etihad. Lời nguyền Istanbul trở thành nỗi đau trong tim của đội hình huyền thoại nước Ý.
Barcelona và PSG năm 2017. Barca thời điểm đó vẫn có bộ ba khuynh đảo mọi hàng thủ Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar. Trong lịch sử hơn nửa thế kỷ tồn tại, chưa có trang viết nào của giải đấu này kể rằng có một đội bóng thua 0-4 ở lượt đi vẫn có thể về với chiếc cúp vô địch. Nhưng Barcelona đã làm điều đó với chiến thắng 6-1 ở lượt về và biến đêm lễ tình nhân trở thành cơn ác mộng của đội bóng thủ đô Paris. Khi PSG dẫn trước Barca, nhiều người đã cho rằng điều này sẽ sớm trở thành cột mốc đánh dấu màn chuyển giao mang tính biểu tượng, màn lật đổ huyền thoại của xứ sở tháp Eiffel để trở thành kẻ thống trị mới của làng bóng đá thế giới. Nhưng kể từ bàn thắng của Luis Suarez, khi tiếng còi vang cuộc chưa vang xa 3 phút, mọi thứ dường như đều có thể xảy ra. Một pha đốt đền vụng về, cộng thêm một quả phạt đền của Messi, người Tây Ban Nha chỉ cần thêm một bàn thắng. Màn lập công phút 62 của Edinson Cavani đã tạo nên cú trở mình kịch tính. Huấn luyện viên PSG nhảy cẩn lên vì ông tin rằng Barcelona không đời nào có thể ghi thêm 3 bàn nữa trong những phút còn lại. Tuy nhiên, vị huấn luyện viên này sớm phải nếm trải mùi vị cay đắng của định luật Murphy, cú đá phạt đến từ công thủ xứ Samba Neymar, rồi thêm một quả phạt đền, dọn đường chào đón sự trở lại của Barca. Sân Camp Nou chật kín người, ai cũng muốn trở thành chứng nhân lịch sử. Phút 95, sân Camp Nou như rơi vào địa chấn sau cú vô lê của Sergi Roberto đã đưa Barca vào tứ kết, ấn định trận đấu với tỷ số 6-5. Đội bóng xứ Catalan đã biến một điều không thể thành có thể, biến mọi phân tích, suy đoán, dự cảm và cả hoài nghi trở nên vô nghĩa. Messi được đồng đội cõng lên như một vị vua, không phải vì anh là người cứu thua, mà bởi họ xem anh như một biểu tượng Barca huyền thoại, luôn biết cách ghi tên mình vào sử sách. Liverpool và Barcelona 2019. Kết quả Liverpool 4-0 Barca, đêm huyền diệu tại Anfield và nỗi đau của Barca. Đó là tích của tờ The Goal kể lại câu chuyện về truyền thuyết Remonta, sự trở lại mà Liverpool đã nhiều lần viết, nhưng lần này là ở sân Anfield và Barca sắm vai nạn nhân. Lửa đoàn đỏ thất bại ê chề với tỷ số 3-0 ở trận bán kết lượt đi, với ước mơ trở thành đội thứ 3 trong lịch sử đấu trường châu Âu lội ngược dòng sau 3 bàn thua. Liverpool bước vào thế trận lượt về, nhưng hàng thủ Barca quá lơ là và tiền đạo Origi thoải mái đệm bóng vào khung thành. Phút 54, Liverpool đã có thêm bàn thắng sau một loạt nỗ lực. Alexander Arnold tạt bóng trúng người hậu vệ Barca và đổi hướng. Wijnaldum xuất hiện như một vị thần trong vòng cấm, sút tung khung thành Barca. Cầu trường Anfield như dậy sóng. Nhưng có lẽ người hâm mộ Liverpool không đời nào ngờ rằng họ sẽ tiếp tục ăn mừng chỉ sau 2 phút nữa. Vẫn là Wijnaldum khiến hàng thủ Barca ngơ ngác với pha đánh đầu ngoạn mục. Chuyến lội ngược dòng ngoạn mục hoàn thành theo phong cách kỳ lạ và đáng kinh ngạc khi quả tạt bóng của Alexander Arnold khiến Barcelona mất cảnh giác. Origi không bỏ lỡ cơ hội thứ hai phá đảo tỷ số để đưa binh đoàn áo đỏ tiến vào chung kết. Real Madrid và Ajax năm 2019. Tiếp đón Ajax trên sân nhà, sau lợi thế 2-1 ở trận lượt đi, Real Madrid hào hứng nhập tiền. Sau tiếng còi khai bóng, Ajax có khởi đầu hoàn hảo chỉ sau 7 phút khi Dusan Tadic thực hiện đường truyền cho Hakim Ziyech và anh đã không mắc bất cứ một sai lầm nào khiến hàng thủ Real bất lực. Bàn thắng đầu tiên trở thành điềm báo cho gã khổng lồ La Liga. Ajax chơi ngày càng hăng và tưởng như đang gặp mùa bàn thắng. Dusan Tadic sang phẳng hàng thủ nhà đương kim vô địch bằng hàng loạt pha xử lý đẳng cấp kiến tạo để Neres nhân đôi khoảng cách. Phút 63, vẫn là Dusan Tadic, người gần như hữu duyên với bàn thắng, đã hoàn tất một pha cứa lòng khiến đội bóng thành Madrid rơi vào bế tắc. Madrid gỡ lại một bàn sau đó nhờ công của Asensio, nhưng điều đó là không đủ. Phút thứ 72, pha sút phạt hàng rào của Son khiến ý chí của người Tây Ban Nha vụt tắt. Với tỷ số chung cuộc 4-1, Ajax đã tạo nên cơn địa chấn không hề nhỏ tại Bernabeu, biến Real Madrid trở thành cựu vương và hiên ngang bước vào tứ kết Champions League. Ajax và Tottenham Hotspur 2019. Binh đoàn Spurs hành quân sang đất Hà Lan với giấc mộng cầm cúp. Ở trận lượt đi, họ bị đo ván với tỷ số 0-1. Phút thứ 54 trận lượt về tại Amsterdam, Tottenham vẫn lặp lại quá khứ với tỷ số thậm chí tệ hơn 3-0. Chiến thắng gần như không còn nghi ngờ gì để thuộc về đất nước của những chiếc cối xay gió. Còn những cầu thủ Anh quốc không cần gì khác ngoài một phép màu để có cơ hội nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League. Nhưng năm 2019 là năm của những màn lội ngược dòng. Trước đó vài ngày, Liverpool đốn ngã Barca, bây giờ đến lượt Tottenham. Bất chấp sự vắng mặt của tiền đạo ngôi sao Harry Kane đã khiến những người Hà Lan vỡ mộng. Bắt đầu từ pha đánh đầu của Lucas Moura đã nhóm lửa cho thế trận tăm tối của đội nhà. Cầu thủ Brazil đồng thời tìm lại ánh sáng cho cục diện tối tăm khi hoàn tất cú hat-trick ở phút 95 và ghi tên mình vào sử sách câu lạc bộ. Tottenham lần đầu thành công giành vé xuất hiện trên sàn chung kết C1.